List phim Netflix hấp dẫn ra mắt tháng 9 năm 2022 phần 2, End of the Road 9 tháng 9. End of the Road 2022 với sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng như Queen Latifah, Beau Bridges, Ludacris, Francis McCain, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều màn trình diễn mãn nhãn. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Xoay quanh một quả phụ đi du lịch khắp đất nước để tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới nhưng lại vô tình trở thành mục tiêu của những kẻ sang người. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy Season 2 15 tháng 9. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy được chuyển thể từ bộ truyện manga cùng tên từ năm 1988 kể về hành trình đi tìm cách cứu vương quốc của con gái đại tư tế Tienoto Joko. Cô đã hồi sinh vị pháp sư vĩ đại trong quá khứ đã từng có âm mưu thống trị thế giới và giải trừ phong ấn cho người bạn thời thơ ấu của cô Lucien Zenzen tạo nên một hành trình vừa nguy hiểm nhưng cũng góp phần lãng mạn. Blonde 23 tháng 9. Blonde là bộ phim về Marilyn Monroe, một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng với hình tượng quả bom tóc vàng, biểu tượng gợi cảm nổi tiếng những năm 50 đến năm 60. Được chuyển thể nguyên bản từ tiểu thuyết bán chạy của Joyce Carol Oates, phim khai thác chân thực cuộc sống từ những ngày còn bé chịu nhiều đau khổ đến khi trở thành ngôi sao với vô vàn điều tiếng và áp lực. Từ đó dẫn đến cuộc đấu tranh bên ngoài lẫn bên trong khiến cô phải tìm cách cứu chữa chính mình.